Ngày đầu tiên hội nghị hòa bình quốc tế về Syria đã kết thúc hôm qua tại thành phố Montreux, Thụy Sĩ trong sự chia rẽ khi mà đại diện của chính phủ Syria và lực lượng đối lập tiếp tục bất đồng về tương lai của tổng thống Syria Assad. Phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam tại hội nghị quốc tế Montreux, Thụy Sĩ. Hai ngày tại Thụy Sĩ là dịp để chính phủ Syria và lực lượng đối lập tranh thủ dư luận. Ban ngày, hội nghị diễn ra trong tòa nhà Montreux Palace. Ban đêm, các cuộc họp báo liên miên. Hàng ngàn phóng viên của hàng ngàn cơ quan thông tấn báo chí tập trung tại đây là cơ hội lý tưởng để giải bày. Đại diện chính phủ Syria muốn truyền tải thông điệp lực lượng đối lập là quân khủng bố, mà đã là khủng bố thì chỉ có tiêu diệt chứ không có chuyện đàm phán. Chúng tôi tham dự hội nghị này để công bố các bằng chứng cho thấy lực lượng đối lập và một số thành viên của họ có liên hệ trực tiếp với các tổ chức khủng bố. Lực lượng đối lập Syria đến Thụy Sĩ trên tinh thần đối thoại chung thì được, nhưng đối thoại với chính phủ của ông Bashar al-Assad thì không. Thông điệp mà phe đối lập nhắc đi nhắc lại là chỉ có thể giải quyết vấn đề nếu ông al-Assad rút lui. Ông Bashar al-Assad muốn nói gì cũng được. Nhưng ai cũng biết rằng mục tiêu của hội nghị lần này là chuyển giao chính quyền một cách toàn diện. Đó cũng chính là tinh thần nghị quyết 2118 của Hội đồng Bảo an mà Syria đã chấp thuận bằng văn bản. Bên trong tòa nhà này, tương lai của đất nước Syria đang được bàn thảo. Liên Hợp Quốc và hàng chục quốc gia đang cố tìm một giải pháp chính trị khả dĩ. Bên ngoài tòa nhà, hàng trăm người biểu tình kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến tình cảnh của người dân Syria. Trong có gần 3 năm, đã có 130.000 người thiệt mạng, nửa triệu người tàn phế. Chúng tôi mong muốn phải đối thoại để chấm dứt thù hận giữa người Syria với nhau. Chúng tôi đòi hỏi các lãnh đạo quốc gia đang họp bàn trong kia phải ngưng cung cấp vũ khí cho cả hai bên. Như vậy mới làm tiêu tan hận thù được. Mâu thuẫn và hận thù chưa thể sớm chấm dứt khi mà chính phủ Syria và lực lượng đối lập vẫn kiên quyết không chịu nhau. Dù cho nay có ngồi lại được với nhau quanh bàn đàm phán tại Thụy Sĩ đi nữa thì chiến sự cũng khó có thể chấm dứt được ngay. Bên nào cũng sẽ muốn giành thế chủ động trên chiến trường để hỗ trợ cho đàm phán. Thế trong khi đó thì người dân Syria vẫn tiếp tục là nạn nhân. 3 năm qua, 1/4 dân số Syria đã phải bỏ nước ra đi. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Montreux, Thụy Sĩ.